Trước hết là em học về khái niệm về mol, khái niệm mol đấy, người ta ký hiệu là N. Vậy thì mol là cái gì? Để thì ví dụ này, để một cái tá, một một tá nhé, một tá bút, ví dụ thế, thì có nghĩa là có bao nhiêu cái bút? Rồi, đúng rồi, tức là tương đương với 12 cái đấy. Thế còn một chục bút thì tương đương bao nhiêu cái? 10 cái. Vậy một tá hay là một chục này, một tá này hay là một chục này, nó đều có ý nghĩa tương tự nhau, nó đều chỉ một cái số lượng nào đấy. Nó chỉ khác nhau là một tá thì gồm có 12, một chục là gồm 10 thôi, nhưng đều nó có cái ý nghĩa tương tự nhau, tức là nó chỉ một cái số lượng cụ thể. Như vậy thì một mon như thế nào? Đấy, bây giờ thầy có một mon bút thì nó cũng tương tự như là một tá hay một chục, nó cũng tương tự, nhưng mà nó là một con số khác, nó không phải là 12 cũng không phải là 10, mà con số khác, đó là 6 nhân với 10 mũ 23 cái bút. Đấy. Vậy thì tóm lại là một mon nó là một cái số lượng, nó là một cái số lượng cụ thể là bao nhiêu, là 6 nhân với 10 mũ 23. 6 nhân 13. Thế thì 6 nhân 13 là con số như nào? Là 6 0 0 0 0 chấm 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 chấm. Bao nhiêu số? 23 số. Đúng rồi, 23 số. Thế bây giờ em đã bao giờ em nghe thấy một mon bút chưa? Chưa bao giờ nghe thấy một mon bút đúng không? Lý do vì sao chưa nghe thấy, em biết không? Số lượng nhiều. Bởi vì con số này là con số quá khủng khiếp, quá lớn. Đấy là con số quá lớn. Nếu mà có một mon bút thì cái lượng bút ấy có khi phủ kín bề mặt trái đất mất. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta không bao giờ có một mon bút. Đấy, vậy thì cái mon này ấy, nó không dùng cho những cái vật lớn thôi mà, không dùng cho các hạt lớn, mà chỉ dùng cho những hạt vi mô, tức là những hạt siêu nhỏ bé. Đó là gì nhỉ? Nguyên tử và gì? Và phân tử. Đấy, vậy thì mon, mon nó là một cái lượng chất gồm có 6 nhân với 10 mũ 23 nguyên tử. Đấy, hay là phân tử. Tức là nó chỉ dùng cho những cái hạt rất nhỏ bé là nguyên tử hay phân tử thôi. Thế em đã hiểu thế là mon chưa? Rồi, bây giờ ta có này, một mon thì tương đương với 6 nhân với 10 mũ 23 nguyên tử phân tử. Bây giờ thầy có tổng quát là n mon thì sẽ tương đương với lại x nguyên tử phân tử nhá, x nguyên tử phân tử. Thế thì bây giờ ta lập tỷ số này, lấy một lấy n trên 1 thì bằng x trên 6 nhân 13. N trên 1 chính là n, bằng x chia 6 nhân 10 mũ 23. Đây là công thức để em tính số mol em ạ. Vậy muốn tính số mol thì em lấy số nguyên tử phân tử em chia cho 6 nhân gì? Nhân 10 mũ 23. Đấy, em hiểu chưa? Và từ đây thì em sẽ suy ra số phân tử nguyên tử thì bằng số mol nhân với gì? Nhân 6 nhân với 10 mũ 23. Đấy. Đây là khái niệm về về mol. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta đến khái niệm về khối lượng mol. Khối lượng mol là gì? Đây, thể ví dụ như này, người ta lấy một mol nguyên tử sắt, tức là gồm bao nhiêu nguyên tử nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Ta cân lên thì nó thấy nó nặng là 56 gram, đấy, 56 gram. Vậy thì cái 56 này, cái 56 này này, 56 gram này, đấy, là khối lượng của mấy mol nguyên tử? Đúng rồi, vậy thì cái đó người ta nói khối lượng mol. Khối lượng mol của sắt đấy bằng 56 gram ở trên mol. Đấy, 56 gram trên mol nghĩa là gì? Cứ một mol thì nặng gì? 56 gram. Vậy em hiểu thế khối lượng mol là gì chưa? Khối lượng mol chính là khối lượng của nguyên tử.
Của bao Sao nhiêu mol nhỉ? của một món. Đúng rồi, của một mol. À, nguyên tử hoặc phân tử cũng được. Nói chung một mol nói chung. Tính bằng đơn vị gì? Tính bằng bằng đơn vị gì nhỉ? Bằng gam. Hiểu chưa? Tính bằng đơn vị gam. Đấy. Đấy chính là khái niệm mol. Tổng quát này. Ta có một mol thì nặng M lớn gam. M lớn chính là khối lượng mol nhá. Mà khối lượng mol ký hiệu là M lớn. Vậy thì có phải một mol nặng lớn gam không? Bây giờ ta có N mol thì nó nặng tổng quát là M nhỏ gam. Vậy bây giờ là tỉ số thôi, lấy N trên 1 thì bằng M nhỏ trên gì? Đúng rồi, vậy thì ta có N trên 1 thì bằng N bằng M nhỏ trên M lớn. Đây, đây chính là công thức để tính số mol liên quan đến khối lượng. Trong đó M là khối lượng đơn vị là gam. M lớn là khối lượng mol, đơn vị là gam trên trên mol. Thế N là vẫn là số mol thôi. Đấy, vậy từ đó em rút ra được là M nhỏ thì bằng N nhân M lớn. Đấy. M nhỏ thì bằng N nhân M lớn. Vậy thì M lớn thì bằng gì? Đây. M lớn. Đảo vị trí thôi, đảo vị trí hai. Đảo hai cho nhau. Thì M lớn thì bằng M nhỏ trên N, đúng không? M nhỏ trên N. Đó. Rồi, thì bây giờ em sẽ học thêm cái khái niệm về thể tích mol nhé. Thể tích mol. Thể tích mol là như thế nào? Đấy, theo thực nghiệm. Thực nghiệm này. Đấy, theo thực nghiệm nhé. Một mol. Đấy, một mol. Thất khí bất kỳ em ạ. Một khí bất kỳ. Ở điều kiện là 0 độ C. Và điều kiện là một ATM áp suất. Thì cái điều kiện này người ta gọi là điều kiện tiêu chuẩn. Ký hiệu là điều kiện tiêu chuẩn nhé. Thì nó luôn có thể tích là 22,4 lít. Đấy, đây là thực nghiệm. Cứ một mol chất khí bất kỳ thì nó luôn có thể tích là 22,4 lít. Nhưng mà nhớ ở điều kiện tiêu chuẩn thôi. Rồi, vậy ta lại có tỷ lệ này. Một mol thì có thể tích là 22,4 lít. Vậy bây giờ tổng quát là N mol. Có tổng quát là thể tích là V lít. Vậy thì ta cũng lập tỷ số thôi. Lấy N trên 1 bằng V trên 2,4. Vậy đây có N sẽ bằng V trên 2,4. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà nhớ là công thức này chỉ áp dụng cho khí nhé. Và V đơn vị ta bằng lít. Hiểu chưa? Vậy từ đó ta rút ra được là V thì bằng gì? N nhân 22,4. Đúng rồi. Đấy. Thế nó hiểu vấn đề chưa? Ừ. Thế là rồi. Bây giờ em làm đi. Không có bài.